Vâng, hôm nay chúng ta ăn chay quý vị. Nói tiếng ăn chay nhưng mà thực sự ra không phải ăn không ăn thịt. Và chúng ta ăn những cái thức ăn nhẹ là cũng như là người ăn kiêng vậy đó. Chứ không phải là ăn chay. Ăn chay theo kiểu Phật giáo tức là hoàn toàn nó khác với kiểu ăn kiêng. Mì căn là một cái món ăn mà để thay thế cho tất cả các loại thịt, cho tất cả các loại mà mọi người không ăn chay xài tới. Thì ngày hôm nay là Mạc Lâm sẽ hướng dẫn quý vị làm mì căn xào với lại rau củ mà rất là ngon mà theo cái cung cách của người Á Đông của chúng ta. Và mì căn là khi ở Việt Nam đó chúng ta có thể mua mì căn người ta làm sẵn bán ở chợ rất là nhiều. Nhưng mà ở Mỹ có thể là khi mà quý vị muốn mua mì căn á thì mì căn tươi, đặc biệt là mì căn tươi thì nó cũng có vẻ khó khăn, có chỗ chợ bán và có chỗ chợ không. Thì mì căn rất là dễ làm quý vị, Mạc Lâm sẽ hướng dẫn quý vị làm tại nhà một cách rất là đơn giản. Miễn làm sao quý vị tìm được đúng cái loại bột để làm mì căn và không cần phải làm bột mì mà lọc nước qua nhiều giai đoạn, người ta kêu bằng giặt đó, thì chúng ta không cần phải làm như vậy. Vì bây giờ là Mỹ họ đã sản xuất một cái loại mì căn cho người ăn kiêng của Mỹ rất là đơn giản và dễ làm cho tất cả mọi người. Và quý vị, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta để làm món mì căn này thì quý vị sẽ được hướng dẫn theo cái cách làm của Mạc Lâm rất là dễ. Mì căn chúng ta có thể ra chợ, bất cứ chợ nào nó cũng có cái loại gluten flour. Khi mà chúng ta pha với nước và chúng ta để cho nó ráo nước thì chúng ta có thể làm thành mì căn. Cái loại gluten này là quý vị có thể mua ở đâu cũng được hết đó, ở Mỹ, chợ Mỹ nào cũng có. Và để làm mì căn thì hôm nay đó Mạc Lâm sẽ có một cốc bột gluten bỏ vào đây. Và quý vị cứ nhớ là cái công thức của nó đó rất là dễ. Cứ một cốc bột là hai cốc nước, như vậy là ok. Nhưng mà bột của nó đó thì bây giờ khi bỏ vào đây đó, Mạc Lâm sẽ bỏ thêm 1/4 muỗng cà phê muối đỏ đó quý vị, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Và quan trọng nữa đó là Mạc Lâm sẽ dùng cái loại baking powder này làm cho bột nó mềm và nó xốp lên chứ không phải là nó nổi nha quý vị. Bột nổi nó khác. Ba cái loại này mình quậy lên cho đều. Và quý vị nhớ là mì căn này của chúng ta làm tại nhà cũng có thể gia giảm thêm cái hương vị nữa. Và cái hương vị của mì căn đó, muốn cho nó đậm đà hơn thì Mạc Lâm cho một đầu muỗng cà phê tỏi băm đó quý vị, tỏi mà băm ra đây, bỏ vào đây luôn. Và đồng thời chúng ta cũng có 1 muỗng cà phê đầy, lá thìa là đó, băm nhuyễn ra bỏ vào đây luôn. Tuy rằng pha với nước nhưng mà không sao, nó sẽ còn động lại trong bột quý vị. Cái loại thìa là này rất là thơm, cho nên khi một mì căn có thìa là và tỏi vào đó thì quý vị sẽ yên tâm rằng nó sẽ có một cái hương vị rất là đặc sắc. Bây giờ việc kế tiếp là chúng ta đổ 2 cốc nước vào, đổ thật nhanh vào nha quý vị. 2 cốc nước và chúng ta quậy nó lên. Cứ 1 bột 2 nước là nó đúng cái tiêu chuẩn của nó chứ không có lo gì hết. Quý vị thấy nó bắt đầu sệt lại và nó rất là mau. Khi nó sệt lại như vậy rồi đó thì quý vị cứ để tự nhiên cho nó ngấm cái chất nước này. Cứ để tự nhiên cho nó ngấm nước, nó thấm cái nước này khoảng 15 phút. Bây giờ đã được 15 phút, quý vị có thể lấy cái mì găm mình ngâm hồi nãy giờ đó, mình lược qua một cái lược để cho ráo nước hết. Và quý vị có thể ép nước nó cho nó xuống, với cái vợt nó xuống nước, nó ráo nước. Bây giờ thì nước của nó đã xuống như vậy. Bây giờ quý vị có thể kiếm một cái vật gì đó hơi nặng nặng giúp đè cho nó ráo nước chút xíu nữa. Chừng khoảng 15 phút sau là quý vị đem vào và chúng ta có thể làm được rồi. Vâng, bây giờ thì quý vị thấy là cái mì căn của chúng ta đã ra cái hình dạng nó khô và nó như thế này. Bây giờ chúng ta tới cái bước kế tiếp là chiên nó xong rồi mới bắt đầu xào nó quý vị. Cái miếng mì căn là bây giờ quý vị thấy đó, nó là nó khô và nó rất là dẻo, nó hình dạng như thế này. Và muốn chiên mì căn đó thì chúng ta nên chia nó và thành phần từng nhỏ ra, cắt mì căn nhỏ ra. Và bây giờ quý vị thấy cái ở ruột nó như thế này. Chúng ta sẽ cắt nhỏ ra để mà chiên cho nó dễ chiên. Cắt nhỏ như vậy nó không có dính nhau đâu quý vị, thì rất là dễ chiên.
Quý vị thấy là những cái gia vị mà chúng ta bỏ vào đó, nó cũng vẫn nằm y nguyên ở trong mì, nó không có tan theo nước. Tại vì nó chỉ dính vô trong nước ra rất là ít, và đa số nước đó, nó sẽ dính trong mì. Bây giờ quý vị, cái quan trọng là quý vị đừng có cho nó dính lại. Đó, chúng ta sẽ cho sẽ chiên nó như thế này. Và bây giờ lửa đó, chúng ta cho lửa là medium thôi. Và bây giờ trước mắt là chúng ta thử nó coi thử nó ra làm sao. Vâng, như vậy là tốt rồi quý vị. Rất là tốt. Cứ bỏ từng miếng vào, đừng có bỏ nhiều quá. Thì cái này quý vị làm theo kiểu này đó thì sẽ ngon hơn mua ngoài chợ rất nhiều. Tại quý vị ngoài chợ đó, họ không có nêm nếm gia vị cho quý vị. Và ở nhà quý vị làm vậy, có thể là quý vị sẽ thêm tỏi hoặc là thêm hành hương cho nó thơm khi mà quý vị làm đó. Thì khi mà chiên lên đó, nó sẽ còn nguyên cả một cái vị của nó ngon trong đó. Kể cả tỏi, bây giờ nghe mùi tỏi rất là thơm. Cứ trở lại cho nó không có cho nó vàng cả hai mặt đó. Vâng, khi quý vị chiên như vậy đó thì một lát nữa khi mà nó nguội lên, nó sẽ xẹp lại như vậy nè quý vị. Cái này là nó nguội lên, nó xẹp lại như vậy nè. Khi chúng ta chiên thì nó phồng lên như vậy. Một lát nữa khi chúng ta cho nó chiên nó chung với lại những cái loại rau quả củ khác đó thì nó sẽ có một cái mùi vị rất là ngon. Vâng, cái món mì căn xào rau của chúng ta ngày hôm nay đó thì tất cả những cái loại rau củ quả Mạc Lâm đã chuẩn bị ở đây, và quý vị có thể tới gần để mà xem từng món. Thì ngoại trừ cái ngò này, một lát nữa mình phải bỏ lên trên á, thì Mạc Lâm có đây là cái nấm đùi gà, tất nhiên là oyster mushroom đó quý vị. Mình cắt theo cái kiểu này, cái tiết kỹ thuật đó, nó kêu bằng roll cutting. Thì quý vị chỉ cắt như vậy, và chúng ta có nấm đông cô mà tươi, có cà rốt cũng cắt như vậy. Nó đậu Đà Lạt, đậu Kobe Đà Lạt đó, đậu mà Mỹ nó gọi là đậu snow pea. Và bây giờ chúng ta cũng có một ít cà tím. Và tất cả các loại này đó, ngoại trừ cái nấm đông cô tươi, thì Mạc Lâm đã trụng sơ nó. Và trong khi trụng đó thì rất là lấy ra nhanh lắm. Nó chỉ cho nó chỉ chín sơ thôi. Và chúng ta cũng có một ít hành xanh và vài tép gừng. Nhưng cái quan trọng của cái món này có thể là sốt. Tại vì khi mà quý vị làm sốt á, quý vị đổ lên á thì chúng ta không có thịt. Cho nên lấy sốt đó để mà thay thế cho cái mùi vị của thịt. Thì ở đây chúng ta có 2 muỗng dầu hào, 2 muỗng ăn canh dầu hào quý vị. Và nửa muỗng ăn canh hắc xì dầu. Bao nhiêu đây thôi quý vị, chỉ nửa muỗng ăn canh thôi. Tại vì cái màu của hắc xì dầu nó làm cho sốt của chúng ta nó đen. Và chúng ta cũng có nửa muỗng ăn canh xì dầu nữa quý vị. Xì dầu thường đó, cái loại xì dầu Đài Loan đó. Mạc Lâm có một muỗng ăn canh cái loại bột gà đây mà quý vị thường thấy đó, một muỗng ăn canh bột gà. Mạc Lâm cũng sẽ cho vào đây nửa muỗng giấm, nửa muỗng ăn canh giấm, và nửa muỗng canh giấm quý vị. Và chúng ta sẽ có 2 muỗng cà phê đường, đường cát đó. Vâng, như vậy là đủ rồi đó quý vị. Tất cả các thứ này chúng ta bây giờ cho vào đây một muỗng nước ấm đó, 2 muỗng cũng được, cho nó rộng chút xíu, cho nó là rộng ra di quả chút. Vâng, bây giờ chúng ta quậy lên. Thì cái bột gà này nó sẽ làm cho nó thơm và nó thay thế cho cái hương vị của thịt gà đó. Nhưng mà nó là một loại ăn chay quý vị, đừng có lo chuyện đó. Và cuối cùng chúng ta quý vị cho một muỗng cà phê dầu mè vào. Tất cả những thứ này nó kết hợp lại, nó sẽ làm cho cái nước sốt đó, nó rất là ngon, nó rất là thơm. Chúng ta cứ pha nó trước, và khi mà một lát khi đổ lên á thì nó sẽ có cái mùi vị rất là đặc trưng của cái nước sốt này. Cho thêm một chút xíu tiêu, cho một ít tiêu thôi quý vị, chứ không cần nhiều lắm, cho nó thơm thì thôi. Và cái điều quan trọng đó là chúng ta có tỏi mà cắt lớn vậy một chút xíu. Tại vì khi tỏi mà cắt lớn vậy đó, một lát chúng ta xào rồi đó, chúng ta ăn được cái miếng tỏi này, chúng ta cắn, chúng ta cảm nhận được cái miếng tỏi trong miệng. Chứ nếu chúng ta xài dùng nhỏ quá đó thì chúng ta sẽ không có cảm nhận được nó. Với những cái
vật liệu mà chúng ta đã pha chế đây nó sẽ làm cái dấy lên cái mùi thơm và rất là ngon. Rồi bây giờ tới phiên chúng ta bắt lửa để mà xào cái món này. Vâng, bây giờ thì chúng ta bắt đầu xào cái món mì căng xào rau củ quý vị. Và chúng ta sẽ bỏ salad và tỏi vào. Salad cho nó thơm. Salad bỏ vào trước, tỏi bỏ vào sau để nó khỏi bị cháy quý vị. Và kế tiếp đó là chúng ta bỏ nấm đông cô vào. Tại vì nấm đông cô chúng ta không có trụng nước sôi mà chúng ta chỉ ngâm cho nó mềm thôi. Gừng vào. Và bây giờ chúng ta có thể bỏ hết tất cả này vào, ngoại trừ hành. Quý vị thấy nó lại có một cái màu sắc cũng như là cái của nó rất ngon. Bây giờ chúng ta cho một ít sốt vào cho nó thấm. Đó, bây giờ sau khi nó thấm rồi chúng ta bỏ mì căng vào. Quý vị thấy là nó rất là đều. Và bây giờ chúng ta bỏ hết cái nước dùng nước sốt này vào luôn. Khi mà chúng ta làm mì căng ở nhà nó có một cái lợi là chúng ta ăn bao nhiêu chúng ta làm bao nhiêu, và cái còn dư lại đó chúng ta có thể bỏ tủ đá, nó có thể xài được tới 3 tháng mà không hư quý vị. Bây giờ lúc chúng ta bỏ một nước bột mì đó, chúng ta quậy nó và để cho nó sệt cái sốt lại. Giờ trước khi bắt xuống chúng ta bỏ hành lá vào. Và tắt lửa. Chúng ta múc ra dĩa. Và bây giờ chúng ta, quý vị có thể rải một ít mè lên trên để cho nó thơm, vừa thơm mà nó vừa có tính cách trang trí. Và quý vị đã làm xong một món mì căng xào với rau củ rất là thành công. Chúc quý vị ngon miệng.